Nếu như có ai đó hỏi rằng chuyện tình cảm của tôi như thế nào, thì tôi sẽ trả lời rằng có duyên mới gặp, có nợ mới yêu, đủ duyên sẽ gặp lại, đủ nợ sẽ tìm về. Tình cờ lần đầu tiên gặp Trâm là lúc mình đang quay phim. Một thời gian sau vô tình gặp lại lần thứ hai. Mình chưa bao giờ nghĩ được rằng sau này đó là người đi theo mình đến suốt cuộc đời. Nhân duyên thật kỳ diệu, dẫn dắt đưa lối cho mình và Trâm được bên nhau. Mình và Trâm có những kỷ niệm, những chuyến đi, những trải nghiệm mới bên nhau. Trâm có một tính cách mạnh mẽ, có một nội tâm thuần khiết. Trâm là người trầm tính, lâu lâu phá hại một xíu là mình vui cả ngày. Từ đó khiến mình yêu Trâm mỗi lúc một nhiều hơn. Một thời gian bên nhau, mình vô tình phát hiện Trâm có cùng đam mê chụp ảnh với phim. Từ đó mình chia sẻ, kể cho Trâm cách chụp ảnh và quay phim. Mình cảm thấy thật tuyệt vời khi Trâm có cùng đam mê giống mình. Và Trâm luôn luôn ủng hộ mình dù bất cứ ai phản đối. Đam mê luôn đồng hành với công việc. Mình và Trâm cùng bên nhau làm nghề sản xuất keo giống. Dù có bao nhiêu khó khăn trắc trở thì chúng mình vẫn từng bước vượt qua. Thuộc về nhau đôi khi không biểu hiện bằng tình cảm mãnh liệt, mà có thể chỉ đơn thuần là một cảm giác bình yên, sự an tâm khi được cầm tay cùng nhau đi đến cuối con đường. Là sau khi đi cả một vòng lớn và trở lại ban đầu, cảm thấy thật vui mừng vì ai đó đứng kiên định chờ ta. Đôi khi không phải là người có tình cuối cùng trở thành phu thê, mà là người có duyên cuối cùng cũng nên nghĩa vợ chồng. Người đời thường nói, bất cứ mối quan hệ nào đó tồn tại thì đó chắc là duyên. Nhưng ở được bên nhau hay không thì đó là phận. Trâm à, anh biết anh còn nhiều thiếu sót, nhiều khuyết điểm, nhưng anh sẽ cố gắng cùng em vượt qua các thử thách trong cuộc sống và phấn đấu là điểm tựa của em cùng gia đình trong cuộc đời này, và là người cha của các con trong tương lai. Don't hurt.